trường ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn nhà chính chủ xây ở cần bán gấp định cư Mỹ nha anh chị. Một căn nhà tọa lạc tại trục đường Tô Ngọc Vân thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, sát bên với quốc lộ 1A và cầu Bến Phân của quận Gò Vấp nha. Một căn nhà rất đẹp với diện tích ngang 4m2, sâu vào 15m, thiết kế trệt lửng 2 lầu, tặng full nội thất lên tới 500 triệu đồng, rất là nhiều nội thất xịn sò nha. Một căn nhà chính chủ xây ở, mới xây vào cuối năm 2022, ở được có 2 tháng thôi. Bây giờ do con cái đi Mỹ nên là cần bán gấp để cô ấy qua định cư bên Mỹ nha anh chị. Đấy, xuất cảnh Mỹ cần bán gấp một căn nhà xây ở cực kỳ chắc chắn, tặng full nội thất 500 triệu đồng với giá bán chỉ có 5 tỷ 500 triệu đồng thôi. Mặt tiền thì sẽ được làm rất là đẹp, có mái thái chữ A. Phía dưới đáy ban công thì được ốp nhựa giả gỗ và chúng ta có cột sơn đá nha. Lan can là sắt xin xi. Căn nhà hướng Tây Bắc, giá có 5 tỷ rưỡi thôi nha anh chị. Đường trước nhà là con đường rộng 8m, đường thông, xe hơi xe tải đậu trước nhà và tránh nhau thoải mái nha. Căn này thì cũng gần với hai căn bên trong đây. Hai căn này thì em cũng đã quay video gửi tới anh chị rồi. Hai căn phía trong này đã bán căn bên phía sát với em đứng nha. Còn căn phía sát với cây bàng thì đang còn. Đấy, anh chị nào thích diện tích dài thì chúng ta qua căn này. Căn này sang 4m2, sâu vào tới 18m. Đường 8m thông nha anh chị. Đường rất là rộng. Căn nhà mình cũng sát với hai cái căn nhà em cũng từng quay nha anh chị. Đường rất là rộng này, hướng Tây Bắc nha. Đường 8m, con đường xe hơi xe tải ra vào và tránh nhau thoải mái. Căn nhà thì trang trí mẫu mã rất là đẹp, rất là sang trọng và chắc chắn. Một căn nhà xây ở hoàn toàn cuối năm 2022 và sổ hồng hoàn công cuối năm 2022 luôn nha anh chị. Sẽ có một lớp cổng sắt CNC 4 cánh rất là dày và bền phía bên ngoài. Bên trong thì có cửa cuốn của Đức nha, một bộ cửa cuốn boss của Đức. Và bên đây thì có tủ giày dép non bảo hiểm này. Gara đậu ô tô của nhà mình thì được ốp gạch 80, gạch bóng kính rất là sang luôn. Đây thì dài được tầm 6m, chúng ta có thể đậu vừa các loại xe 4, 5, 7 chỗ hoặc xe bán tải nha. Trên nhà mình sẽ có trần thạch cao và đèn chùm, sơn trần dát vàng. Hai bên tường của căn nhà này thì được ốp nhựa PVC nha chị. Có 5 tỷ rưỡi thôi, nhà tặng full nội thất rất là nhiều nha. Đấy, so ra thì giá cực kỳ hấp dẫn cho anh chị rồi. Nội thất rất là nhiều. Tặng tới 2 tivi, một cái tivi 75 inch và một cái 45 nha anh chị. 43 hay 45 gì đấy. Đấy, nhà rất đẹp. Nội thất thì đẳng cấp. Hướng Tây Bắc. Căn nhà xây ở nha mọi người. Đã ở được tầm 2-3 tháng rồi. Nhà rất là mới luôn. Cô ấy ở rất là ít, có mình cô ở thôi. Cũng mới xây năm ngoái. Giờ con cái đi Mỹ cần bán gấp để qua Mỹ định cư. Thì đây có làm một cái tiểu cảnh chim cò hoa lá này, có chạy đèn LED. Và ở dưới gầm cầu thang thì sẽ được bố trí một cái bàn thờ ông Địa. Thì đi thì cô ấy sẽ tặng hết cho anh chị lại đó. Về chúng ta không phải sắm nữa, toàn bộ đồ cao cấp hết luôn. Ở đây thì cầu thang sẽ được ốp đá hoa cương sa mạc. Trụ và tay vịn là gỗ gò đó và kính dày 10 ly. Sẽ có một cái lam gỗ ở phía ngoài. Tặng lại một cái quạt hơi nước hãng Sunhouse. Và ở đây có bộ bàn ăn gỗ cam xe trị giá tầm 13 triệu. Trên có đèn chùm, đèn LED và thạch cao được sơn dát vàng. Bộ tủ bếp thì sử dụng gỗ sồi Nga nha. Có bếp điện tử luôn rồi. Tủ lạnh hai ngăn Samsung nha anh chị. Đấy, căn nhà rất đẹp. Và mà bếp điện tử là hãng Mama nha. Đồ cũng rất là cao cấp. Bên trong đây cô còn sắm thêm một cái tủ giày dép ở phía trong cùng. Và giếng trời nhà này thì chúng ta sẽ có một cái tay quay để làm hở gió ra ngoài. Ốp gạch rất là sạch sẽ rồi. Toilet trong thì cũng có làm vòi sen thuyền luôn, gạch ốp cao lên đụng chân. Chỉ có 5 tỷ rưỡi thôi. Căn nhà mình tọa lạc tại trục đường Tô Ngọc Vân, sát bên với quốc lộ 1A. Cách quốc lộ 1A khoảng tầm 200m và cách quận Gò Vấp khoảng tầm 700m thôi. Ta đi sang đường Thống Nhất khoảng tầm 700m thôi nha. Căn nhà rất đẹp, rất sang, giá rẻ. Chỉ
có 5 tỷ rưỡi, nội thất khá là nhiều. Và khi chúng ta mua thì về chẳng phải mua sắm gì cả. Quận 12 thì đa số họ tặng rất là ít nội thất nha mọi người. Chỉ có riêng căn nhà chính chủ này thì tặng đồ nội thất cao cấp. Và nhà là nhà xây mới hoàn toàn, mới ở được 1-2 tháng. Do vậy nhà rất là mới luôn. Nhà rất mới nhá, y chang những căn nhà em từng quay thôi. Cầu thang này đúc rộng 90. Và trên tầng lửng sẽ được ốp sàn gạch giá gỗ. Có một bộ cửa kính cách âm để chúng ta làm phòng khách. Nhà này thì thiết kế trệt lửng 2 lầu. Và nếu mà tính cả lửng nữa thì 4 phòng. Không tính lửng thì sẽ có 3 phòng nhá. Và 5 vệ sinh. Có phòng thờ, sân thượng phía trước để giặt phơi đồ. Đây thì tặng lại một cái sofa da. Bộ này cũng phải tầm 15-16 triệu nha anh chị. Đấy. Trên thì có đèn chùm và sơn dát vàng. Có tặng lại một cái máy lạnh và dàn loa âm thanh, âm ly, loa và tivi tới 75 inch. Tivi rất là lớn nha anh chị. Cái tivi cực kỳ lớn và xịn nha. Đấy, cái này cũng phải tầm trên 50 triệu rồi. Tặng máy lạnh. Đây, máy lạnh xịn luôn, Daikin nha, Panasonic. Toàn bộ là hàng xịn. Toilet là bồn cầu khối hết luôn. Có nhà vệ sinh ở lửng, chúng ta có thể làm phòng ngủ được. Một căn nhà nội thất khá là nhiều. Và khi anh chị mua, giá bán chỉ có 5 tỷ rưỡi thôi. Nếu anh chị nào quan tâm thì hãy alo ngay về tem Hưng. Và chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông để hiển thị thông báo về điện thoại mỗi khi bá Hưng ra video mới nha. Đây là căn nhà chính chủ bán gấp định cư Mỹ. Giá này khá là rẻ. Di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với khu vực lầu 1, phòng ngủ 1-2. Có wifi sẵn rồi. Đấy, đã có hết nội thất rồi, có wifi luôn. Sàn trên này cũng được ốp gạch giả gỗ. Bố trí giường 1m8. Và nhà mình sử dụng toàn bộ nệm kim đan hết nha anh chị. Nệm này không có rẻ đâu, 30 phân nha anh chị. Nệm kim đan dày 30 nha, rất là dày. Đấy, rất là ít nhà bán tặng nệm kim đan, loại nệm mắc tiền như này. Nệm tới 30 phân nha, rất dày. Nhà xây ở họ mới tặng nội thất cao cấp như này thôi. Toilet, bồn cầu khối và sen thuyền. Và gạch ốp cao lên đụng trần này. Và tủ toàn bộ gỗ An Cường. Máy lạnh toàn bộ là Panasonic, tiết kiệm điện Inverter. Đấy, căn nhà rất xịn sò. Ban công phía ngoài đúc tầm 1m rưỡi, cửa nhôm Simfa. Ban công đúc hết mặt tiền nha anh chị. 5 tỷ rưỡi thôi. Anh chị nào quan tâm đến căn nhà bán gấp định cư Mỹ này, hãy gọi ngay về tới em Hưng. Nhà thì mới xây vào cuối năm ngoái, về ở vào hồi tháng 12. Ở được tầm đến tháng 2, tháng 3 gì đấy thì cô ấy dọn ra rồi. Giờ cũng không có ở nha anh chị. Đang để trống cho khách xem. Rất là sạch sẽ. Ở đây thì cô ấy cũng tặng thêm một cái tivi 43 inch này. Đấy, có luôn máy lạnh. Nệm toàn bộ nhà mình là nệm kim nan cao cấp, giường 1m8. Và cửa sổ ra phía sau, đến trời thông luôn, rất là mát nha. Giá bán chỉ có 5 tỷ rưỡi và vẫn còn thương lượng nha anh chị. Anh chị cô chú nào quan tâm hãy alo trực tiếp về tới em Hưng để được đi xem ngay căn nhà bán này. Một căn nhà giá rất là thơm và xây đẹp, nội thất VIP xịn sò. Di chuyển lên trên lầu 2, chúng ta sẽ có một phòng ngủ, nhưng mà phòng này cô ấy đã khóa nha anh chị. Thì cũng giống bên dưới, cũng có nội thất y chang cái phòng đằng sau thôi. Đang bị khóa nha. Đấy, tặng khá là nhiều. Ở đây có một cái máy đạp, xe đạp. Đây, có một cái xe đạp. Chúng ta tập thể dục thể thao gì đấy. Và có dàn tủ kệ thờ. Ở đây thì cô đã sắp đặt hết cái hành lý để chuẩn bị qua Mỹ rồi. Xếp gọn gàng quần áo, đóng hết vào vali rồi, đến ngày để bán nhà xong để đi Mỹ. Chị biết rồi nha, trên này có tặng lại máy giặt. Sân thượng trước thì có tặng máy giặt hãng xịn luôn. Đây,
toàn bộ đồ tôi tự mua từ điện máy xanh, đồ cao cấp nhá. Sân thượng trước cũng khá là rộng, có cầu thang để di chuyển lên trên nóc cho nhà mình trồng cây, trồng rau trên nóc sân thượng cao. Rồi, giá bán chỉ có 5 tỷ rưỡi thôi, nhưng quý vị nào quan tâm hãy gọi ngay về tới bên em. Và video của em Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.